Trong phần phim trước, Gru đã thành công ngăn chặn tên tội phạm khét tiếng El Macho. Giờ đây, Gru hỏi nhà ta đã có vợ đẹp, con xinh và công việc ổn định. Phần phim thứ 3 tiếp tục là câu chuyện ngăn chặn việc ác của Gru. Đồng hành cùng anh có những nhân vật nào? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Mở đầu bộ phim giới thiệu một chương trình truyền hình vô cùng ăn khách ở những năm thập niên 80. Đây là bộ phim nói về một siêu trộm nhí do Banter The Brat thủ vai. Khi này, Brat được xem như thần tượng của trẻ em trên toàn thế giới. Một thời gian sau, chương trình bị hủy bỏ do nam thần Brat đến tuổi dậy thì và nhan sắc thổi nhỏ đã tàn phai. Quá tức giận khi không còn được chào đón, Brat quyết định trở thành ác nhân y hệt theo vai diễn của mình trong phim. Mục tiêu lần này của Brat là chiếc tàu chở viên kim cương tím, viên kim cương lớn nhất thế giới. Hắn nhanh chóng lên đồ để tiếp cận con tàu. Cơ mà tên trộm này cũng phong cách quá đi. Brat dễ dàng lên được tàu và nhanh chóng hạ gục các lính canh bằng kẹo cao su. Lúc này, liên minh chống tội phạm AVL đã nhận được tình hình và cửa đặc vụ đi. Người đó không ai khác chính là Gru hói nhà ta và cô vợ Lucy cùng hai chú Minion. Bốn người di chuyển bằng tàu ngầm mini và đã đến gần con tàu. Lúc này Brat sử dụng những vũ khí công nghệ cao một đường đi vào và nhanh chóng lấy được viên kim cương. Brat từ xa đã phát hiện vị trí của họ nhưng hắn không mảy may bận tâm. Thì ra, nhờ sự hỗ trợ của bong bóng cao su, Brat đã đưa con tàu bay lên không trung. Để tiếp cận con tàu, Lucy phải dùng súng để bắn anh chồng hói lên cao. Gru thành công lên thuyền, còn hai Minion số hưởng đáp xuống bãi biển ngay cạnh hai cô em xinh đẹp. Gru bắt gặp Brat đang giữ viên kim cương. Cả hai xảy ra cuộc chiến vô cùng khốc liệt, từ đấu súng đến đấu võ. Cả hai đánh nhau bất phân thắng bại, nhưng do một chút chủ quan mà tên trộm đã bị Gru đấm cho vêu mồm. Nhưng bấy nhiêu thôi là không đủ hạ gục hắn. Trong lúc Gru hói đang báo cáo cấp trên, Brat lấy ra cây đàn guitar bắn về phía Gru, làm anh văng hết cả quần áo. Brat cũng nhân cơ hội đó mà tẩu thoát, để lại Gru nhà ta lủng lẳng trước toàn dân thiên hạ. Trên đường đi về trụ sở, một thanh niên chơi ngu cả khịa Gru, ngay lập tức bị anh cho úp mặt vào tường. Gru và Lucy tiến vào căn cứ bí mật là một căn nhà nhỏ. Thì ra lần này trụ sở chính của AVL nằm ở trên không trung. Trong cuộc họp, giám đốc Silas Ramsbottom bất ngờ tuyên bố từ chức và người thay thế ông là Valeria Zavanci. Do thất bại trong việc bắt giữ Brat, nên Gru và Lucy đã bị Valeria Zavanci sa thải. Cả hai ngay lập tức bị đẩy khỏi máy bay phải nhảy dù xuống dưới. Về đến nhà, Gru phát hiện cửa không khóa. Anh nghi ngờ có kẻ đột nhập nên ngay lập tức cả hai xông vào thủ thế. Cả hai bất ngờ bị bịt mắt và đẩy vào trong. Nhưng hóa ra tất cả là do ba cô con gái Margot, Edith và Agnes chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ cho họ. Trong bữa ăn, Gru và Lucy miễn cưỡng nói với con của họ rằng họ đã bị sa thải, nhưng đảm bảo với chúng rằng họ sẽ tìm được việc làm mới vào một ngày nào đó. Các cô con gái cũng rất hiểu chuyện và động viên Gru. Biết Gru mất việc, các Minion họp yêu cầu anh quay lại con đường làm ác nhân, nhưng bị Gru từ chối. Các Minion tỏ ra vô cùng bất mãn và tuyên bố rời khỏi nhà Gru, chỉ còn lại hai Minion là ở lại liền được thăng cấp lên làm quản lý. Gru buồn bã ngồi tâm sự với vợ bởi từ lâu anh đã coi những Minion như người thân trong gia đình. Cũng vào đêm hôm đó, một chuyên gia kiểm định đá quý đến bảo tàng để kiểm tra viên kim cương tím. Nhưng không ngờ hắn ta lại là Brat cải trang. Hắn nhanh chóng hạ gục lính canh và trộm viên kim cương đi. Sáng hôm sau, Gru đang mắt nhắm mắt mở thì thấy con gái út đang bán đồ chơi của mình cho những đứa trẻ hàng xóm. Thì ra cô bé muốn phụ giúp bố Gru kiếm tiền. Đúng lúc này, một người đàn ông lạ mặt đến tìm Gru, nhưng chưa kịp giới thiệu thì đã bị Gru cho một quả tên lửa kéo đi vài dãy nhà. Nhưng ông ta không từ bỏ mà tiếp tục chống gậy đến gặp Gru. Người đàn ông giới thiệu mình là quản gia của Gru, người em sinh đôi Gru, hiện đang sống ở Fredonia. Người em sinh đôi mong muốn được gặp anh mình nên quản gia đến để gửi lời mời. Để chứng minh, ông ta còn đưa cho Gru xem bức ảnh chụp chung hồi còn nhỏ của hai anh em. Quá ngạc nhiên trước thông tin này, Gru đã đến gặp mẹ. Bà mẹ này cũng thật là biết hưởng thụ, có hẳn hai anh cao to đẹp trai bầu bạn. Khi nhìn thấy bức ảnh trên tay Gru, bà ta cuối cùng cũng tiết lộ rằng anh hói còn một người em song sinh. Nhưng sau khi ly hôn với cha của Gru, họ đã đồng ý mỗi người chăm sóc một đứa con, và từ đó không còn liên lạc gì nữa. Biết được sự thật, Gru phấn khởi đưa cả gia đình đến gặp cậu em Gru. Khi đến nơi, họ rất ngạc nhiên vì sự giàu có của Gru. Hai anh em gặp nhau, họ giống nhau y như đúc, chỉ khác mỗi bộ tóc. Nếu Gru là style đầu chọc thanh lịch thì Gru lại có mái tóc vàng óng ả, hào hoa. Gru vô cùng vui mừng khi gặp gia đình của anh trai và giới thiệu cho mọi người bộ sưu tập siêu xe của mình. Sau đó, Gru đề nghị chị dâu cùng ba đứa trẻ đi dạo để hai anh em có không gian tâm sự. Đến lúc này, Gru mới tiết lộ cho anh mình rằng khối tài sản kếch xù của mình là do cha để lại. Người cha quá cố của họ cũng là một siêu ác nhân và được mệnh danh là khủng bố hói. Gru luôn muốn trở thành giống như cha, nhưng vì anh quá vụng về nên không được ông công nhận. Biết được rằng Gru cũng từng là nhân vật có số má, Gru nhờ anh dạy mình nhưng Gru từ chối. Anh nói rằng đã cải tà quy chính nên không muốn làm việc xấu nữa. Để thuyết phục anh, Gru mang ra chiếc xe ác nhân của cha. Gru đưa anh hói đi dạo, nhưng do lái xe quá gà nên thiếu chút nữa là hai anh em lên bàn thờ gặp bố luôn.
Vào thị trấn, Ru muốn làm một vài điều xấu nho nhỏ như là trộm kẹo mút. Trộm có 2 cây kẹo mút thôi mà cảnh vệ địa phương lôi cả đội quân rượt. Lúc này, Ru đã ngứa tay lắm rồi, anh liền thể hiện trình độ lái xe thách đấu của mình, dễ dàng cắt đuôi đội cảnh vệ. Hai người nghỉ ngơi trên bãi biển, Ru tìm lại cảm xúc vui vẻ, và dường như anh quyết định quay lại làm ác nhân như trước. Trong khi hai anh em nhà Ru đang quậy phá, thì Lucy đưa bọn trẻ đi chơi trong thị trấn. Làm mẹ một đứa trẻ đã khó, đằng này còn làm mẹ của 3 đứa càng khó hơn. Cô luôn phải tìm cách cân bằng giữa việc tỏ ra không quá nghiêm khắc và nuông chiều con. Tại hội chợ, các cậu bé cầm đĩa bánh nhảy múa để mời các bé gái tham gia cùng mình. Mỗi người đều có cặp riêng, chỉ trừ lại đúng một cậu bé mập mạp. Lucy thấy cậu đáng thương liền yêu cầu con gái lớn Margot ra nhận bánh. Điều này làm Margot khá khó chịu. Do quá chú ý vào việc này mà Lucy đã để lạc mất Edith và Agnes. Thì ra, hai cô bé đã đi vào một quán rượu. Agnes nhìn thấy một chiếc sừng kỳ lân được trưng bày trong quán liền rất thích thú. Sau khi nghe ông chủ cửa hàng nói về kỳ lân, cô bé sung sướng đến nỗi thét lên. Và cũng nhờ có vậy mà Lucy mới tìm thấy cô bé. Bữa tối hôm đó, anh Andrew trở về vô cùng vui vẻ, họ còn đổi vị trí cho nhau để trêu cả nhà. Cô bé Agnes đòi đi ngủ sớm để sáng mai vào rừng tìm kỳ lân. Trước khi đi ngủ còn không quên cầu nguyện, xin các cụ phù hộ. Ru dỗ con ngủ xong, thì cùng em trai lên kế hoạch ăn trộm lại viên kim cương từ Brad. Cậu Andrew đã chuẩn bị sẵn trang phục cho hành động lần này với tên gọi Hắc Bạch Song Hùng. Nói đến Brad, hắn đang ở nhà để chuẩn bị âm mưu của mình. Thì ra, hắn muốn chế tạo một con robot siêu to khổng lồ như trong phim hắn đóng tuổi nhỏ. Để trả thù cho việc bị mất đi ánh hào quang, hắn dùng robot để tàn phá thành phố và đưa cả Hollywood ra ngoài không gian. Mà viên kim cương chính là lõi năng lượng cho toàn bộ kế hoạch. Còn về đám Minion bỏ nhà đi, bọn nó lang thang trên đường phố, đang đói lả thì thấy một xe pizza chạy qua. Các Minion đuổi theo anh Skipper vào một tòa nhà lớn. Đây là nơi tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng. Tiết mục biểu diễn của các Minion vô cùng đặc sắc, được khán giả vô cùng yêu thích. Nhưng do đột nhập trái phép mà cả đám bị bắt và đưa vào tù. Ở trong tù cũng không phải dạng vừa. Tuy chỉ cao có một mẩu, nhưng do quá đông mà chúng nhanh chóng trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả các tù nhân. Cuộc vui trong tù chẳng được bao lâu thì các Minion lại nhớ về những kỷ niệm với Ru. Sau cùng, cả bọn quyết định vượt ngục để về với chủ nhân. Chúng đánh cắp quạt làm động cơ, bồn cầu làm ghế ngồi, quần áo làm dù bay, thành công chế tạo một khinh khí cầu. Chiếc khinh khí cầu này còn chia ra cả khoang bình dân và khoang cao cấp, có cả tiếp viên hàng không. Lúc cất cánh còn có nhân viên hướng dẫn. Cuối cùng cả đám vượt ngục thành công. Sáng hôm sau, tại dinh thự nhà Ru, một cậu bé mập u đến tìm và tỏ tình với Margot. Lucy thấy con gái không thích nên đẩy cậu bé ra. Margot đổ lỗi cho Lucy vì bảo cô bé nhận chiếc bánh ở buổi diễn hôm qua. Đúng lúc này, thì mẹ của cậu bé tìm đến và yêu cầu Margot phải làm bạn gái của con trai. Thấy con gái sợ hãi, Lucy giằn mặt và đuổi thẳng cổ hai mẹ con mập về. Cũng nhờ đó mà Lucy và Margot hòa giải và trở nên thân thiết. Hai anh em nhà Ru lên đường đến nơi Brad giấu kim cương. Theo kế hoạch, thì Ru đột nhập vào lấy kim cương trong khi cậu em ngồi đợi dưới thuyền để tiếp ứng. Nhưng tất nhiên Ru sẽ không ngồi yên như kế hoạch, anh tí ta tí tẩn nhảy vào theo Ru. Do sự vụng về của mình mà Ru nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì bị đá nhọn thông đít, khi thì bị tên lửa chĩa vào, kể cả tư thế bay cũng khác người. Hai người thành công đột nhập vào căn cứ của Brad, nhưng suýt nữa thì Ru làm cả hai bị phát hiện. Đúng là chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi. Sau nhiều lần chơi ngu thì hai anh em cũng bị Brad phát hiện. Nhưng người tính không bằng trời tính, Brad lại bị hạ bởi chính kẹo cao su của mình. Ru dễ dàng lấy được viên kim cương. Khi tẩu thoát, cả hai bị đám robot mini rượt đuổi và nhờ có sự hỗ trợ của Lucy mà mới toàn mạng trở về. Lúc này, chúng ta cũng biết được kế hoạch thật sự của Ru. Thì ra anh muốn đem viên kim cương về tổ chức AVL để thuyết phục ra Vanshi tuyển dụng lại anh và Lucy. Ru khi nhận ra động cơ thực sự của Ru đã rất thất vọng. Hai anh em cãi nhau to. Ru chất vấn rằng Ru đã nói dối anh về việc dạy anh trở thành một kẻ phản diện. Còn Ru thì lại lăng mạ sự kém cỏi của Ru và tuyên bố anh sẽ rời khỏi Fredonia, chấm dứt mối quan hệ của họ. Cũng sáng hôm đó, hai cô bé Edith và Agnes vào rừng để tìm kỳ lân như lời ông chủ quán rượu. Cả hai dùng kẹo để thu hút kỳ lân và ngồi đợi sau tảng đá. Nhưng đợi hết mấy tiếng đồng hồ mà không thấy kỳ lân đâu. Đang định thu dọn về thì thấy có động tĩnh, một con vật trắng tinh có một sừng xuất hiện. Agnes vui mừng vì đã tìm được kỳ lân của mình. Cô bé đưa con vật về khoe với bố. Ru nói với con gái đây chỉ là một con dê còn bị gãy sừng. Cô bé có hơi thất vọng, nhưng lập tức phấn khởi lại vì nuôi dê cũng là một sự lựa chọn không tồi. Cả nhà thu dọn hành lý để rời đi. Lucy và đám trẻ lên máy bay trước. Nhưng đó không phải Lucy thật mà là Brad cải trang. Hắn lấy được viên kim cương và bắt luôn cả bọn nhỏ đi. Ru lúc phát hiện ra Lucy thật bị nhốt trong tủ quần áo thì đã quá muộn. Anh đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ru. Vì sự an toàn của các cháu, Ru đồng ý, hai anh em cũng từ đó mà làm lành với nhau. Trên đường đi, họ bắt gặp đội quân nhí nhố đang vượt ngục, thế là tất cả cùng tham gia vào hành trình giải cứu. Do robot của mình đã được viên kim cương cung cấp năng lượng, Brad bắt đầu tấn công Hollywood.
Con robot siêu to khổng lồ đi lên từ mặt biển do Brad điều khiển, và ba cô bé bị nhốt bên trong. Brad điên cuồng bắn bong bóng cao su vào thành phố. Thấy ba cô bé kêu gào bên trong, hắn mở cửa và thả họ lên trên đỉnh một tòa tháp rồi tiếp tục tàn phá. Khi này, cả thành phố đã tràn ngập kẹo cao su. Nhóm của Gru cũng vừa hay tới nơi. Họ thấy robot của Brad đang dẫm đạp lên biểu tượng Hollywood. Brad phấn khích bấm nút, tia laser hủy diệt được kích hoạt bắn thẳng vào đường phố. Tình hình của ba đứa trẻ vô cùng nguy hiểm, rất may nhóm của Gru đã kịp thời phát hiện. Lucy bằng đôi chân dài khoan phát nhảy trên bong bóng đến cứu con. Tại mặt trận bên này, hai anh em Gru dùng tên lửa bắn vào robot, làm nó ngã lăn xuống dưới. Nhưng có vẻ chừng đó vẫn chưa đủ. Brad thả ra vô số robot mini tàn phá máy bay của Gru. Hai người phải nhảy khỏi máy bay. Gru rơi xuống đường và bất tỉnh, trong khi cậu em lại nhanh tay lạ thường kích hoạt bám dính trèo lên robot. Giải quyết xong hai anh em, robot tiếp tục tàn phá. Bong bóng cao su làm tòa nhà nghiêng ngả, ba đứa trẻ mất thăng bằng và rơi xuống. Rất may Lucy đã kịp thời đỡ được các bé. Lúc này đội quân bi nhường nhí nhố đã đến nơi. Chúng tìm mọi cách để phá vỡ bong bóng nhưng không thành. Thấy Gru nằm dưới đất, Brad định dùng laser để kết liễu anh. Gru cũng đang cố hết sức để vô hiệu hóa robot. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gru dùng hết sức đấm vỡ lõi năng lượng khiến tia laser dừng lại. Robot cũng vì thế mà chập điện và bị vô hiệu hóa. Gru lao đến tìm cậu em nhưng bị Brad chặn đường. Để lừa hắn bỏ vũ khí, Gru nói muốn thi nhảy với hắn. Rõ ràng trong bộ môn này Gru yếu thế hơn. Lợi dụng lúc Brad không chú ý, Gru cướp được cây đàn và bắn bay tên phản diện. Biết em trai an toàn, Gru vô cùng vui sướng. Cả gia đình đoàn tụ bên nhau. Lúc này đám Minion cũng đã dùng thuốc nổ để giải quyết bong bóng, hoàn thành nhiệm vụ và trở về với chủ nhân. Sau tất cả, gia đình mới tổ chức lễ kỷ niệm tại nhà của Gru. Riêng Lucy đã gắn kết thành công với những đứa trẻ và được các bé yêu quý và công nhận. Khi cả gia đình đi ngủ, Gru cùng với hầu hết các Minion đánh cắp máy bay của Gru và bay đi. Vì là em trai của mình nên Gru và Lucy quyết định cho họ chạy trước 5 phút trước khi đuổi theo. Bộ phim đến đây là kết thúc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.